Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Bado Optical. Thì hôm nay các bạn mình muốn chia sẻ là cái cách xử lý tài liệu và khi mà một cuốn tài liệu khách hàng đưa tới cho mình á, mà cái này là cái tài liệu người ta đã phô rồi, bây giờ người ta muốn phô thêm một lần nữa và chúng ta sẽ xử lý thế nào. Thì ở đây mình sẽ nó có những cái nhận định ban đầu đó, là khi cái tài liệu của mình khi khách hàng đem tới thì mình coi cái tài liệu nó như thế nào. Rồi tự gáy lề như thế nào, nó cái tài liệu này rất là dày ha các bạn thấy rất là dày, tức là khi mà người ta đóng ghim, người ta đóng tới hai mặt ghim lận, người ta đóng tới hai mặt ghim, tức là đấy. Còn ở phía đây nè, các bạn sẽ có một số cái lưu ý khi mà chúng ta bắt đầu xử lý tài liệu này, tức là bây giờ chúng ta sẽ nạy cái những cái ghim này ra ha. Chúng ta sẽ sử dụng cái tu bích, cái bích thư điện hay là cái gì đó, các bạn nạy nó ra để cho nó, để chúng ta bắt đầu xử lý tài liệu. Tại vì khi mà những cái tài liệu thế này nè, nếu mà các bạn xử lý không tốt thì các bạn chạy nó rất là dễ bị kẹt. Thứ nhất là nó bị dính keo, các bạn sẽ thấy nó có một cái lớp keo ở phía sau, mà khi mà mình, đối với những cái tài liệu mà khi mình làm lâu ngày, tức là dán cái keo mà nó là càng lâu thì cái bắt đầu là cái trong cái keo, trong cái băng keo nó sẽ bắt đầu nó dính thấm, bắt đầu nó thấm vào trong cái tờ giấy, và nó sẽ, nếu các bạn xử lý không kỹ thì nó sẽ bị kẹt. Khi chạy vô nhiều lúc nó dính hai ba tờ giấy trong đó, nên hai bị kẹt. Do đó là chúng ta phải xử lý. Này, các bạn thấy là cái ghim rất là người ta đóng tới hai ghim lận ha, cuốn tài liệu rất là dày nè, chúng ta đóng hai ghim. Khi mà nhận những cái tài liệu mà khi khách hàng đưa tới phô thì các bạn nên xem lại cái tài liệu đó nó như thế nào, ví dụ như gáy lề, tài liệu có méo hay không, hoặc là những cái tài liệu mà quá méo thì có thể là nếu mà nguyên hết á, nếu các bạn cảm thấy mà ví dụ người ta chụp ở số lượng nhiều thì chúng ta nên chụp thủ công để chúng ta canh lại sao mà cho cái tài liệu méo cho nó thẳng lại, đối với số lượng nhiều nha. Còn đối với số lượng mà có một quyển á thì khách hàng phải chấp nhận cái tài liệu của họ thôi, tại vì họ sẽ nó đã méo sẵn rồi nha. Đối với những tài liệu dày á, đối với những tài liệu dày thế này thì các bạn phải gỡ từ từ, các bạn không thể nào ấy được. Và đặc biệt là những cái bạn nữ, nếu mà bạn nữ làm thì chúng ta sẽ gỡ ít một, chúng ta không có thể nào mà có sức được, thì chúng ta gỡ từng cái một lần nhiều hơn. Tại cái tài liệu dày là họ đóng ghim rất là dài, họ đóng ghim hết cỡ luôn á, nhiều lúc mà họ đóng ghim tới 23, rồi cái gọi lớn nhất, rồi cái ghim mà lớn nhất là 23/23. Trời, thứ nhất là sau khi các bạn gỡ hết tài liệu xong ha, gỡ tài liệu xong này thì các bạn dùng cái tay nè đó, một cái thì các bạn tách thử vậy nha, tách thử vậy. Tại vì có một số tài liệu á, mà để càng lâu ngày mà khi mà dán gáy thì nó sẽ có một cái lớp keo nó dính ở đây nè, mình đã nói với các bạn là có lớp keo dính ở đây, thì cái cách khắc phục của nó là như thế nào. Nhất là khi các bạn kiểm tra cái tài liệu, nếu mà cái gáy tài liệu nó dày thì chúng, hoặc là keo nó nhiều nó dính nhiều, thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái dao cắt. Đối với các bạn mà có cái dao, cái bàn cắt á, thì các bạn sẽ cắt xém một miếng nhỏ đây nè, các bạn sẽ cắt một xém một miếng cái keo ha, xém một miếng cái keo để cho nó cái phần keo nó đi, thì sau đó các bạn mới dùng tách. Và cái thứ hai nữa, các bạn cắt rồi thì các bạn sẽ để ở tài liệu thế này nè, bình thường như vậy đúng không, các bạn làm cho nó vát cái tài liệu đi nè, nó vát cái tài liệu qua một bên nè. Và các bạn sử dụng cái búa cao su á, các bạn mua thêm một cái búa cao su thế này, các bạn gõ cái gõ này với mục đích là khi mà giữa hai cái tờ giấy nè, giữa hai cái tờ giấy thế này thì nó sẽ có một cái phần dính với nhau, cái phần mà cái ghim đóng qua, tức là cái tờ này nó sẽ giống như nó gần ghim qua theo cái lỗ của tờ kia, thì mục đích để mình vét cái tài liệu như vậy, thì khi mình đập thì giống như hai tờ giấy nó sẽ, hai cái phần nhô lên của hai tờ giấy thế này nè, ví dụ phần nhô lên của hai tờ giấy này nè, nó sẽ thẳng lại và nó sẽ không có bị ấy. Đấy. Thứ nhất là chúng ta sẽ dùng cái dao cắt, chúng ta sẽ cắt
cắt một phần nhỏ, cắt xém thôi nha, cắt xém để cho cái lớp keo nó rớt ra. Mình bỏ lớp keo đi và còn lại cái phần tài liệu chính. Cái thứ hai là các bạn phải dùng cái búa, búa cao su, chúng ta sẽ gõ cái tài liệu cho nó bớt đi phần phần này, sau chúng ta sẽ ra phần sau. Chúng ta sẽ dùng về, chúng ta sẽ tách như thế này. Rồi, đó là sau khi mà chúng ta xử lý cái bước đầu cái tài liệu, và cái bước tiếp theo đó là các bạn chạy tài liệu. Sau khi mình xử lý cái phần tài liệu xong, tức là xử lý giấy, tức là xử lý keo, và xử lý những cái tờ giấy nó dính với nhau, tức là cái đó là cái bước thứ nhất. Và hai bước, hai có hai cái cách như đây mình có thể nói. Rồi, cái đối với tài liệu này thì mình sẽ chạy trên khay ADF, mình để cho nó đảo mặt. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là cái tài liệu rất là dày, thì không có thể nào mình bỏ nguyên một lần như vậy mà mình bỏ vào mình chạy trên khay ADF được. Do đó mình sẽ chia làm hai như thế này, chia làm hai thế này, hoặc là chia làm hai hoặc làm ba, tùy theo mà cái tài liệu. Tại vì các bạn biết là trên cái nắp khay ADF nó chỉ cho giới hạn ở cái mức độ dày của tài liệu, là ở trên một cái mức nó có cái đánh dấu ở đây. Còn nếu mà chúng ta làm nhiều quá thì nó sẽ gây kẹt giấy và nó sẽ không rút được giấy. Do đó là có thể là tùy theo tài liệu dày mỏng, có thể tách hai tách ba hoặc là nhiều hơn nữa thì chúng ta cũng có thể tách. Tuy nhiên ở đây nó có, nếu mà cái tài liệu này chỉ chạy ở một cuốn thôi thì chúng ta sẽ bỏ từng chút một chúng ta chạy, ta chạy xong rồi chúng ta đóng cuốn. Còn cái thứ hai là nếu mà cái tài liệu này chạy 5 cuốn thì cái thứ nhất có thể là các bạn tách ra, các bạn tách ra. Nếu đối với cái này thì tài liệu chúng ta sẽ tách ra được 2 lần chúng ta chạy, thì có thể lần thứ nhất các bạn chạy năm một nửa thế này, các bạn chạy chạy làm năm, sau đó các bạn chia ra là năm, tiếp đến là các bạn chạy phần hai, các bạn cũng chạy năm, rồi sau đó chúng ta sẽ gộp lại 2 phần để chúng ta đóng tài liệu. Cái đó là cách thứ nhất. Còn cái cách tiếp theo, tức là khi mà các bạn chạy trên cái ADF này, tức là khi mà chạy nó gần hết, ví dụ nó còn một chút yếu như thế này nè, ví dụ còn này nó còn nằm trên cái ADF, thì các bạn bấm nút stop trên cái bàn phím của máy á, các bạn bấm nút stop thì máy sẽ dừng lại, và trong đó các bạn sẽ lấy cái phần này, các bạn lấy ra và các bạn gộp với cái phần thứ hai, và chúng ta sẽ chạy. Và khi chạy hết đó thì trên thì nó sẽ chúng ta sẽ bấm enter, nó sẽ chạy ra 5 bộ thôi ha, chạy ra 5 bộ. Hoặc là các bạn có thể là chạy cái nút sample copy đó, thì trên đây thì ấy. Còn đối với tài liệu thế này, khi các bạn chạy thì các bạn phải cần chú ý thêm, không phải là đây cái tài liệu, khi mà cái tài liệu mà đã tài liệu cũ mà dán băng keo thì nó rất là dễ bị kẹt giấy. Thứ nhất là do là các bạn biết khi mà xử lý không tốt là phần keo là nó rất dễ bị giấy. Do đó trước khi chạy, trong quá trình chạy chúng ta bấm số bộ, chúng ta chia được hết rồi thì bắt đầu chúng ta sử dụng cái tay này. Các bạn sẽ thấy cái tay của mình thế này, đúng không? Còn cái tay này của mình ở dưới đây nè, là cái ngón cái các bạn sẽ tắt. Các bạn thấy chưa? Đây, các bạn sẽ tắt như thế này. Thì cái phần tay trên đây nè, cái phần tay nằm phía trên đó, là các bạn sẽ lấy ra như thế này. Các bạn nhìn kỹ nha, đây là thế này, lấy cái này xong là các bạn dùng cái ngón cái này tiếp tục tắt. Chúng ta tắt đó, chúng ta sẽ tắt liên tục thế này. Trước tiên chúng ta sẽ tắt một phần trước, tắt một phần trước khoảng mấy tờ thế này, rồi sau đó chúng ta sẽ bấm cho nó chạy. Thì trong quá trình máy chạy thế này chúng ta tiếp tục chúng ta tắt, thì để mục đích là những cái chữ, cái hai cái ghim này tắt hai ba tờ nó dính với nhau thì nó sẽ gây ra kẹt giấy hoặc là nó cuốn giấy bị xéo. Do đó là chúng ta sẽ tắt cái này liên tục như thế này. Các bạn sẽ thấy nè, các bạn sẽ thấy là cái tay của mình là tắt liên tục như thế này đó. Trong quá trình chạy thì mình có thể tắt, mình hỗ trợ cho cái máy, cho cái tờ giấy nó không bị dính với nhau đó. Các bạn cái tay trên đây là cái ngón cái là cũng là cũng đỡ lên. Còn cái này nè, còn ngón cái dưới đây, cái tay dưới đây là các bạn sẽ tắt tắt tờ giấy thế này. Các bạn sẽ tắt tờ giấy như này ha. Chúng ta sẽ tắt đến khi nào mà nó hết thì thôi. Thế là chạy trong quá trình chạy là nó ra dưới cái tắt về. Tránh trường hợp mình làm cho trường hợp nó khỏi bị chạy kẹt giấy ha. Bạn sẽ thấy nè, bây giờ nó chạy đúng không? Nó chạy. Còn nếu mà các bạn muốn bỏ thêm cái phần này vô, đây, bỏ thêm phần hai vô ha, muốn bỏ thêm phần hai vô thì các bạn để phần hai đây, đúng không? Chờ trường hợp là khi mà trên phần này nè, đâu nó chạy gần hết nè, các bạn sẽ thấy cần nước nó chạy gần hết, mình sẽ bấm nút stop này các bạn.
bấm nút start này. Rồi, bây giờ bấm nút start tức là cái máy nó đã dừng. Rồi, máy đã dừng thì mình cứ lấy cái phần này mình lấy ra, mình bỏ lên cái phần tiếp theo của mình chạy rồi các bạn cũng bỏ vô như thế này. Và sau đó các bạn cũng dùng cái tay các bạn tắt như thế này. Rồi xuống ra sẽ bấm tiếp continue là máy nó chạy bình thường. Đây. Máy nó chạy là tiếp tục nó cuốn giấy này thôi. Đó. À, rồi bây giờ tiếp tục cái tay các bạn ở đây các bạn cứ tắt giấy này, các bạn hỗ trợ nó. Máy chạy thì máy nó cuốn phần trên, còn mình tắt là mình tắt phần dưới. Tắt phần dưới là chắc cho các họ tờ giấy nó khỏi dính nhau, bây giờ trình tự chạy cháy. Và nó cuốn giấy nó sẽ bị méo, do đó là các bạn tắt như thế này. Quen tay vậy các bạn tắt như thế này, các bạn đứng các bạn tắt. Ngoài việc xử lý cái tài liệu ban đầu thì mình phải hỗ trợ nó như thế này để cho nó chạy. Thứ nhất là cái tài liệu nó khi mà nó cuốn giấy nè, tức là khi nó rời với nhau hết thì nó sẽ cuốn thẳng hơn, nó sẽ không gây tình trạng méo giấy như thế này đó. Đấy, các bạn thấy chưa? Rồi bây giờ là tài liệu nó đã ấy rồi. Đó là một trong những cái cách xử lý thì mình nghĩ nó cũng đơn giản, nhưng mà nếu mà các bạn không chú ý thì có thể là các bạn sẽ không có làm được. Còn các bạn suy nghĩ là các bạn sẽ gỡ cái giấy ra rồi các bạn sẽ bỏ nó các bạn sẽ thôi, nhưng mà với cái tình trạng đó thì nếu mà cái keo nhiều mà nó nới keo nhiều nha, mà cái tài liệu đã cũ, tức là giữa hai tờ giấy khi mà đóng ghim nó dính với nhau nhiều thì nó sẽ gây tình trạng kẹt liên tục và các bạn rất khó chịu, và cái tài liệu của mình chụp rất là lâu. Do đó khi cái tài liệu ban đầu mà các bạn xử lý thì các bạn nên, mình nghĩ khi các bạn có cái dao cắt thì các bạn nên cắt xé một miếng mỏng thôi để mình loại bỏ cái lớp keo ra, rồi sau đó mình sử dụng búa mình đập để cho mục đích những cái phần tiếp xúc giữa hai tờ giấy nó xẹp đi và hai tờ giấy nó không còn dính nhau nữa, thì mình nghĩ khi đó tài liệu rất là tốt. Cũng có thể có những cái bạn có những cái cách xử lý khác nữa, nếu các bạn có những cái cách nào hay thì các bạn cứ ở dưới phần bình luận các bạn về nói về cái cách của các bạn là thì để cho mọi người cùng học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong vấn đề lên ô tô đó. Hy vọng với một chút cái kinh nghiệm đó mình chia sẻ thì có thể giúp được cho tất cả các bạn, đặc biệt các bạn mới vào nghề và đỡ lúng túng trong việc xử lý tài liệu khi ô tô. Hy vọng video này sẽ giúp ích được các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn hãy share để mọi người cùng theo dõi. Và các bạn hãy, nếu mà các bạn đã theo dõi video này rồi thì các bạn hãy bấm cho mình nút like để ủng hộ tinh thần cho kênh Bado Optical nhé. Và các bạn nào mới vừa ghé qua bên Bado Optical thì các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng quả chuông để khi mình đăng những cái video mới lên thì bạn là người theo dõi đầu tiên. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Chúc các bạn một ngày làm việc thật là hiệu quả. Bye bye các bạn.